Mệt không anh? Bớt mệt rồi. Chưa gì ra đây ngoài ngoài mệt. Giang là mệt đâu. Nó hơi mệt. Giang mới vô là vị trí còn chưa kịp chạy mà. Đúng rồi, đúng rồi. Anh nằm ngay lên ấy, anh bẻ cái này chứ. Không gần. Có đứng không? Đừng đụng cái này nha anh. Anh biết rồi. Một mình chị không thể nào mà làm được cái gì ba người luôn á. Kệ, có nhiêu chơi nhiêu nè. Đàn bà gặp đâu cũng đánh nè. Năm. Thế mày. Bốn. Ba. Hai. Một. Bắt đầu. Phải tìm ca rít chứ còn không thôi, không thể nào. Ngọc, kẹp đi. Thôi, Ngọc, kẹp đi. Mì gì? Nát người. Bánh mì kèm thịt. Ghê vậy? Rít kìa. Anh ơi không rít luôn đi. Lên. Bây giờ đi tìm Ngân đi. Mệt quá. Bây giờ em cho ngụy trang được không? Không được, chỗ này không có được, mày nhà tù. Coi như em giả bộ em bị bắt rồi. Nó xạo á, nó xạo á. À hết rồi. Tôi cũng mệt rồi. Tôi là con người. Ủa, tấm quà vậy? Tức ghê á. Con Ngọc đâu? Con Ngọc đâu? Ủa, gì vậy? Năm nỉ luôn. Anh đè em xuống vậy khán giả thì nhìn kỳ lắm. Thiệt. Bây giờ anh cho em lên trên đi. Đặt lên trên lại đi thôi. Đúng. Ôi. Anh em ăn uống mà bệnh. Là bệnh chết. Ăn thấp thì gì nè. Để hết thời gian à. Bây giờ bỏ ra. Ha 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 ha!
Ngục Kiến Huy loại. Ngục Kiến Huy loại. Mệt lắm rồi. Cũng được, hai chọi một, không chột cũng què, hoặc là hai đứa chết. Ok, ông né thôi cũng là bình thường đó. Bây giờ mình nói mình bốn người tập trung với ông Đức Vinh, chuyện của anh đã. No, nếu mình Đức Vinh mà mình chết ba người kia, còn lại mình Đức Vinh mình sợ gì nữa? Cái vấn đề mình không được xé lại thôi, nhưng mà mình vẫn chống cự, anh không sợ. Bây giờ đây là siêu quyết chiến. Chạy thôi anh Vinh ơi. Chống cự đến cùng Vinh ơi. Bây giờ bây chạy nó rất mệt, em nói thiệt với anh, thà bây giờ anh quyết chiến tụi em anh đi. Anh biết em rồi, anh giữ em anh cũng đâu có làm cái gì đâu. Rồi. Tay bay đi đây,
thôi, cho dí luôn đi xin anh. Thôi dí luôn đi, thắng nhanh thắng nhanh. Huyền thoại. Ở đây cho dí luôn đi. 5 4 3 2 1 bắt đầu. Kéo đi, kéo. Ông ơi, đừng chống cự nữa, tôi nghĩ tôi chết rồi. Ông ơi, chết chồng rồi. Lan Ngọc loại. Ngọc chết rồi. Thôi đi, thôi đi. Không. Không. Không đi lên, lộn quá đi ra. Bây giờ hả, ôm hôn con Vinh. Chết rồi, bây giờ hôn con Vinh đi, ông Dung né liền. Em lại á. Anh lại sợ hôn mà. Giờ có đua không? Sắp 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 sắp. Sắp sắp. You caught me breathless. I thought I lost my chance. Những quả bóng rên đen được tìm thấy trong cuộc đua sẽ thuộc quyền sở hữu của người đã tìm ra chúng, và đội chiến thắng sẽ nhận được thêm 30 quả bóng rên đen. Quá trời vậy chết rồi. Rồi trong khi các bạn thân mến, tôi không hiểu đến giờ này tôi đeo cái này để làm gì. Không biết cái nào ạ? Không biết cái nào ạ? Sau đây là kết quả cuối cùng của cuộc đua ngày hôm nay. Cho đến hiện tại, số quả bóng rên đen của các thành viên như sau. Đội Lan Ngọc. Lan Ngọc 5 quả, Jun Phạm 4 quả, Trường Giang 5 quả và Carrick 6 quả. Đội Thúy Ngân. Thúy Ngân 21 quả. Trời ơi. Đội Thúy Ngân. Thúy Ngân 21 quả. Trương Thế Vinh 18 quả. Ngô Kiến Huy 19 quả. Và Liên Bỉnh Phát 19 quả. Yeah. Số lượng nó quan trọng mà. Quá giỏi. Ủa sao nó đúng quá vậy? Sao bị đánh băng vậy? Nè, để em diễn xuất cái lời ngầm nè. Không hiểu sao tôi lại chung đội mấy đứa này. Đội mình tính ra là chiếm ưu thế trong đó nhiều lắm luôn á. Nhưng mọi người cũng đừng quá thất vọng. Mặc dù mình có ít quả bóng hơn người khác, nhưng chỉ cần quả bóng có tên mình được rơi ra từ máy quay bóng thì các bạn sẽ nhận được đá nâng cấp. Chính xác. Hên xui, hên xui. Xin lỗi mọi người. Nói chung là ý trời. Đúng. Ý trời. Số lượng không quan trọng, quan trọng là cái quầy lô tô này của anh Trường Giang nè mọi người. Tại sao lại chơi những trò chơi mang tính chất hên xui như vậy ạ? À? Tôi rất xui. Sức lực. À, đúng rồi. Ê. Ê. Chào mừng quý vị đến với gia hàng lô tô của chúng em. Ngày nay chúng em xin quay số. Trời ơi, nói hồi chợ quá vậy. Máy bắt đầu chạy nè. Con số gì ra cờ ra. Mà con máy, con máy hay gì đây? Con máy hay gì đây? Con máy hay gì đây? Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi em. Những năm tháng bên nhau xa vờ, mình cứ cố gắng bên nhau, hạnh phúc vun đắp ai kia. Lối đi đến nơi nào cho chúng ta. Số 3. Kiều ơi, em đã sẵn à. Phạm Trương Thế Vinh. Đợt sau.
sao? Ủa chưa đó hả? Thôi rồi, ta đã xa nhau. Hay vậy? Kể từ đây, tao đỡ gì mà bắp 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 liên bình thả. Dạ. Thả. Dạ. Có một thôi. Đúng được rồi. Rồi. Cũng được, có còn hơn không? Mình có là được rồi. Trời ơi. Không uổng công của đội mình, thôi chúc mừng. Không uổng công. Mở mở ra rồi cho thôi coi. Bên đây. Đây đây đây. Mở ra. Ồ. Chú sẽ bụt tắt ở bây giờ. Bây giờ xuất phạt. Than 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 than. Đây là một bài hát vui. Đây là một bài hát không buồn. Đây là một bài hát hay. Đây là một bài hát của Jun Phạm. Jun à, anh là cái người mà khó có nhất tại vì anh ít nhất. Là ai do ai của anh nhốt. Ngô Kiến Quy. Đi ngủ đi, Jun. Dạ, đây là sự giải điểm dành cho Trường Thế Chương.